Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em bác một vài những cái mẫu dây quang học này, những cái mẫu dây AV này anh em này, dây hoa sen này, bông sen này. Đấy, để anh em về có thể nâng cấp hay là muốn thay thế vào những bộ dây đang kém chất lượng, hay là những bộ anh em muốn nâng cấp lên thì hôm nay cũng có thể tham khảo anh em và các bác nhé. Đấy, thì trước khi vào cái nội dung chính ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ một số cái câu hỏi của anh em và bác. Thì có rất nhiều anh em và bác thì có hỏi bên em là cái con âm ly của anh em và bác có những cái cổng optical như thế này. Đấy, thì có nên cắm trực tiếp cổng quang vào không? Đấy, thì em xin trả lời là những cái con âm ly đây, đây ví dụ đây trên tay em đây là một con âm ly đèn anh em nhé, một con âm ly đèn này. Anh em thấy không, một âm ly đèn tích hợp giải mã âm thanh. Ngoài ra thì anh em thể thấy đây, ở đây có cổng optical này, ở đây có cổng PC USB này, và ở đây có cổng coaxial, thì chắc chắn đây là một con âm ly tích hợp giải mã. Nó có cổng vào kỹ thuật số mà anh em, và ngoài ra con này có cả Bluetooth luôn này, thì đây là một con âm ly kỹ thuật số đời cao anh em nhé. Thì chúng ta có thể cắm được dây quang đấy, trực tiếp từ tivi đây, trực tiếp từ tivi chúng ta có thể cắm trực tiếp xuống âm ly luôn đấy, chứ không cần thiết phải qua đầu giải mã đấy. Ví dụ đây là một con đầu giải mã này anh em này đấy, thì nhiều anh em và các bác thì thích chơi đầu giải mã độc lập cũng được đấy, hoặc là anh em bác có âm ly của anh em không có cái cổng optical này đấy, để giảm tải cho cái âm ly của anh em thì anh em cũng có thể chơi một con đầu giải mã độc lập. Anh em có thể từ tivi này chúng ta xuống đầu DAC đúng không ạ, vào cổng input này, rồi chúng ta out xuống AUX đây. Em sẽ cắm thử cho anh em nhé, cắm thử cho anh em để anh em có thể dễ hiểu hơn. Ok, giờ thì trên tay em đang là một cái dây tín hiệu hoa sen đầu đạn tên lửa này, rồi em sẽ cắm thử cho anh em nhé. Anh em cắm như bình thường. Đây là trên này là một con đầu giải mã độc lập đúng không ạ, đây là một con đầu giải mã độc lập, đây là một con chỉ gọi là chức năng giải mã. Chúng ta có thể giảm tải cho cái âm ly của anh em. Đấy, chúng ta sẽ có thể cắm trực tiếp vào đây. Đấy, là nó sẽ thành một con âm ly bình thường anh em nhé. Có nghĩa là con âm ly này nó có thể giảm tải cái chức năng giải mã, hoặc là anh em và các bác có thể cắm trực tiếp từ tivi vào trực tiếp đầu DAC này qua cổng quang. Đấy, đúng không ạ? Đây, đầu này chúng ta sẽ cắm vào tivi này anh em này. Nếu anh em và các bác không cắm trực tiếp từ tivi ra nha, thì anh em cũng có thể cắm trực tiếp vào cổng optical ở trên đầu giải mã như thế này. Đấy. Nhưng mà cái thiết bị của anh em, cái dây nha anh em nhé, cái dây này nó rất là quan trọng nhá. Anh em nên chọn những cái dây nó uy tín và nó có thương hiệu như này. Đấy, như đây là dây của Nhật, dây của Hitachi này anh em này, rắc của Hitachi, dây của Hitachi thì nó phải dây tốt. Đấy, chứ nếu mà dây kém mà đường truyền nó kém anh em xuống đây thì nó cũng kém anh em nhé. Nên anh em phải chọn những cái linh kiện, những cái phụ kiện, những cái dây dẫn tín hiệu nó phải tốt, chất lượng một chút thì nó mới có đường truyền ổn định nhất cho anh em và các bác. Đấy, và tại sao thì hôm nay em lên cho anh em và các bác những cái sản phẩm như thế này. Đấy, thì trước mắt anh em bác đây thì đây là những cái sản phẩm dây quang, dây tín hiệu của bãi Nhật. Đấy, như đây là cái bộ dây quang này anh em này, dây quang của Uchelink, dây quang của Canada anh em nhé. Dây quang này thì là dây quang độ dài là 1m8. Dây này thì có mức giá là 480.000 đồng. Và anh em thể thấy ở trên dây này thì nó sẽ có những chiều mũi tên như này. Đây là chiều mũi tên chống nhiễu anh em nhé. Nó sẽ cắm theo chiều. Đây là cái dây này thì nó sẽ có công nghệ ở bên trong này. Anh em thể thấy không ạ? Nó sẽ có chiều ra và chiều vào mũi tên, cũng tương tự như những cái dây tín hiệu cao cấp đấy. Anh em thể thấy chiều ra và chiều vào như dây loa hoặc là dây tín hiệu cũng như vậy thôi. Đấy, thì cái dây quang này nó cũng tương tự như vậy. Có những bản rẻ hơn thì nó sẽ không có chiều, gọi là có nghĩa là anh em bác cắm chiều nào cũng được, như cái dây quang của Hitachi như này. Dây quang của Hitachi này thì nó có mức giá là 185.000 đồng một sợi, dài 1,5 m. Đấy, nhiều anh em và bác em thấy hiện tại nhiều anh em và bác vẫn đang xài những cái dây quang đen, những cái dây quang đi theo máy đấy, thì cái dây quang đấy thì nó không thể đảm bảo được cái tín hiệu ổn định nhất cho anh em bác. Nên là cái lời khuyên của anh em là cái lời khuyên của bên em là lúc nào cũng muốn anh em bác có cái đường truyền đầu vào tốt thì chiều đầu ra nó mới tốt được anh em nhé, chứ còn đầu vào nó mà chưa tốt thì đầu ra không thể tốt được. Đấy, nhưng cái mẫu dây này chỉ có 185.000 đồng một sợi, dài 1,5 m, miễn phí vận chuyển cho anh em và bác. Đấy, như cái dây em đang cắm ở đây anh em thấy
Đây là dây quang của Genet, dây quang của Singapore. Đấy, là nó có thể xoay 180 độ anh em bác nhá. Đây. Anh em thấy nó có thể xoay 180 độ này. Đấy, và đây là đầu vuông góc, rất tiện lợi cho anh em và các bác nào mà cắm tivi treo tường. Những cái tivi mà để anh em để trên chung cư, anh em treo trên tường đấy, hoặc anh em để trong hốc, trong hác thì nó rất là bị gồ. Đây, ví dụ như cái đầu, đây là đầu thường. Đầu thường thì khi anh em cắm này, nó sẽ bị gập như này đúng không ạ? Nếu mà anh em cắm tivi chắc chắn nó sẽ bị gập như này. Mà sau một thời gian thì trong này nó ống thủy tinh mà anh em. Thì cái tỷ lệ gãy của cái ống thủy tinh thì nó rất là cao. Nên là tốt nhất anh em bác mà treo tivi lên thì anh em nên sử dụng những cái đầu quang Zinet như này. Dây này thì là độ dài 2 mét anh em nhé. Độ dài 2 mét và giá của nó chỉ có 301 thôi. Không quá cao so với một sợi dây quang có thương hiệu, có nguồn gốc như này. Dây quang của Singapore anh em nhé. Dây quang bãi của Singapore có bọc dù chống nhiễu. Đấy, nhiều anh em có khi chơi những cái mẫu dây quang đến hàng triệu bạc. Đấy. Trước bên em bán có những cái dây quang hơn 1 triệu cũng có anh mua luôn. Thì anh ấy rất quan trọng về cái đầu vào của cái thiết bị anh em ạ. Nhất là đối với những cái anh em sử dụng những cái âm ly xịn như này, âm ly đầu giải mã như này thì cái cổng quang này rất là quan trọng anh em nhé. Đó. Rồi, tiếp theo là đến cổng hoa sen. Nếu mà anh em bác đang sử dụng những cái dây 20-30 nghìn thì anh em nên thay ngay cho em để nó có một cái đường truyền tốt nhất. Thì đây hôm nay em có một vài cái mẫu dây hoa sen cho anh em lựa chọn này. Dây hoa sen của Hitachi, đầu đạn anh em nhé. Đây là đầu đạn này, đầu này của nó thì đầu hoàn toàn là kim loại hoàn toàn luôn anh em nhé, đầu kim loại hoàn toàn. Đấy. Trên rắc thì nó có chữ Hitachi, anh em thể thấy có chữ Hitachi ở đây. Đấy. Anh em nhìn giống cái hình viên đạn không, lớp mạ của nó còn rất là đẹp anh em nhé. Tuy là rắc bãi nhưng mà cái lớp mạ của nó còn rất là đẹp. Đấy, bộ này thì có mức giá là 280.000 đồng một cặp như này, 280.000 dây Nhật. Dây là dây của Hitachi rồi, rắc là rắc của Hitachi rồi. Anh em yên chí yên tâm, anh em được phép nhận hàng kiểm tra và thanh toán, không cần cọc trước hay ứng trước bất cứ một đồng nào cả, được chưa? Đấy, 280.000 đồng. Anh em và bác cần loại bình dân hơn thì em cũng có cái dòng kim cương, dây AV kim cương của thằng Hitachi này. Đây anh em thấy cái chữ Hitachi ở ngay trên rác luôn, cũng có luôn. Bản này là bản rác kim cương em nhé. Bản này rẻ hơn được 30 thôi. Bản này thì có mức giá là 250 cho một cặp. Đấy. Cái này thì em có cả màu trắng này. Màu trắng cũng rất là đẹp đúng không ạ? Màu trắng đẹp, anh nhìn đẹp không? Đấy. Anh em mà các bác ưng mẫu sản phẩm nào có thể chụp ảnh lại màn hình cho em. 250 cho một cặp, miễn phí vận chuyển cho anh em bác nhé. Độ dài là độ dài 1 mét. Ngoài ra anh em bác nào cần dài hơn, dài hơn thì bên em lại phải làm cho anh em bác thì mới có dài hơn. Đấy. Dài tầm 1,5 mét hay là anh em cần 2 mét thì cái đấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Đấy, rất là đẹp, 250 cho một cặp này. Đấy, ngoài ra thì dây Nhật thì nó nổi tiếng về độ chống nhiễu và cải thiện giải trung âm và giải cao. Còn anh em mà bác nào thích giải bass thì anh em giải giải sâu giải giải trầm đấy ạ, thì anh em chơi cho em dây monitor của Mỹ. Dây monitor của Mỹ này thì quá đẹp rồi, anh em nhìn nhìn một vòng. Đấy. Dây này là một trong những cái mẫu dây hiếm hoi của Mỹ mà giá lại cực kỳ bình dân, chỉ có 230.000 đồng một cặp anh em nhé. Chỉ có 230.000 đồng một cặp, miễn phí vận chuyển cho anh em và bác. Đấy. Rắc thì là rắc của Kiber rồi, rắc tuyệt đẹp luôn anh em, nhìn một vòng rắc tuyệt đẹp luôn. Và dây thì là dây của monitor. Đấy. Lõi thì là lõi đồng trục anh em nhé, lõi của nó là lõi đồng. Đấy. Nên là cái giải bass của nó rất là sâu, sâu và chắc, hầu như là sẽ không có đuôi, anh em đánh bass rất là chắc. Đấy, 230 thôi. Rồi tiếp theo đến là những mẫu dây 3 ly, 3 ly rưỡi. Đấy, da hoa sen. Cái mẫu dây này thì thường anh em mua về để anh em cắm từ tivi xuống âm ly, hoặc là từ điện thoại xuống âm ly, hoặc là nhiều anh em cũng có thể chơi cái mẫu dây này từ từ từ, từ đầu DAC xuống âm ly cũng được này anh em này. Đây, thường thì đầu DAC nó sẽ có thêm một cái cổng nữa là cổng 3 ly rưỡi này. Đấy, để anh em cắm xuống âm ly. Đấy, có hai cổng ra cho anh em nhé. Cổng mà anh em có thể cắm xuống trực tiếp âm ly này. Đấy, nó sẽ có hai cổng ra cho anh em bác. Đấy, anh em có thể cắm trực tiếp vào đây. Và đây là dây của Nhật xịn luôn anh em ạ. Đây là dây zin nguyên bản của Nhật luôn. Đấy, anh em có thể cắm trực tiếp vào đây luôn cũng được. Mà cắm rất là êm anh em nhé.
Cắm rất là êm luôn ạ. Để em sẽ cắm thử cho anh em nhìn. Cái dây kim cương, cái dây đầu đạn này thì nó cắm rất là chắc. Cắm rất là chắc, còn cái dây Hotech của Nhật này thì cắm rất là êm. Mà giá thành thì không quá cao. Đấy, dây Hotech của Nhật. Đây, em sẽ xoáy thử cho anh em nhìn cái bên trong của nó đúc hoàn toàn luôn. Của nó là dây đúc hoàn toàn luôn anh em ạ. Nhiều anh em bảo dây bên em làm, dây nào bên em làm, bên em sẽ bảo bên em làm DIY, còn dây nào đúc nguyên bản này là chỉ có từ Nhật về thôi. Đây, anh em nhìn. Đấy, đây là đúc như này, nên là hầu như là mình sẽ không bao giờ sờ được vào, không bao giờ động chạm được vào, đúc hoàn toàn này. Anh em nhìn cái lớp mạ của nó còn đẹp như này cơ mà. Đấy, dây này thì em có đủ độ dài cho anh em từ 1,5 m, 2 m, 3 m và 5 m anh em nhá. Đấy, 1,5 m thì có mức giá là 280, 2 m thì có mức giá là 320, 3 m thì có mức giá là 380 và 5 m thì có mức giá là 450. Đây, kể cả cái rắc 3,5 l này anh em nhìn. Nó sẽ có một cái cấn ở đây để chúng ta khi chúng ta lắp ốp điện thoại thì nó sẽ không bị cấn này, cũng rất là tiện luôn. Rắc 3,5 l cũng zin luôn. Đấy, mà dây rất là mềm anh em nhá. Nhiều anh em sợ dây cứng. Đây. Dây rất là mềm. Dây mềm cực kỳ mềm luôn. Em thấy không? Đó, thì anh em các bác nào mà quan tâm đến những cái mẫu dây hay là những cái mẫu đầu DAC đấy, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio. À, hoặc là anh em mà còn thắc mắc hay là còn câu hỏi gì thì cứ liên hệ trực tiếp, bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em bác nhé. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và bác trong các video tiếp theo.